Thưa quý vị, như thường lệ trong phần tiếp theo của Cà phê Ngày mới sáng nay, chúng tôi xin được điểm qua rất nhiều những thông tin được báo chí quan tâm và đăng tải ở mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với tờ báo Lao động. Tăng nguy cơ lừa đảo từ thuật toán theo dõi hành vi người dùng. Người dùng luôn nghĩ mình hoàn toàn chủ động khi sử dụng các trang mạng xã hội cũng như các ứng dụng mua sắm giải trí. Thế nhưng trên thực tế, thưa quý vị, mọi hành vi nghe nhìn đều đang trở thành tài nguyên cho các công ty công nghệ theo dõi khai thác. Câu chuyện này được phản ánh trên tờ báo Lao động ngày hôm nay. Hàng ngày, người dùng mạng xã hội vẫn nghĩ mình nắm quyền chủ động trong việc lướt mạng, click vào một đường link, thả tim like. Nhưng thực ra không phải như vậy. Khi thu thập được dữ liệu người dùng, các công ty công nghệ hoàn toàn vẽ được chân dung chi tiết của mỗi cá nhân, thích nghe gì, xem gì, có cảm xúc như thế nào. Khi đọc từng loại tin tức, từ đó gợi ý cho chúng ta xem những nội dung tương tự luân phiên nhau, cả trên Facebook, Instagram và TikTok, YouTube. Mạng xã hội trói buộc người dùng thông qua việc phân phối nội dung đúng, đúng người, đúng thời điểm, đúng thời lượng. Tiêu chí để phân phối nội dung đúng là thông qua thông tin cá nhân, giới tính, chủng tộc, tuổi tác, ngôn ngữ, vị trí địa lý và sở thích. Và thông qua hành vi sử dụng, thời gian đăng các hashtag, nội dung bài đăng, hình ảnh video tương tác với bài đăng, thiết bị sử dụng, số lượng tab mở ở trình duyệt. Khi dùng mạng xã hội, chúng ta vô tình trao vào tay họ những dữ liệu cá nhân của mình và kẻ xấu có thể thu thập thông tin người dùng để thực hiện hành vi lừa đảo theo hai cách trực tiếp và gián tiếp. Thưa quý vị, hiện nay câu chuyện nhiều cá nhân và các tập thể xây dựng công trình trái phép làm biến dạng cảnh quan và gây bức xúc trong dư luận. Mới đây, ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết đã có những phương án để nhằm xử lý triệt để tình trạng này và vấn đề đã được phản ánh trên báo Đại đoàn kết số ra sáng ngày hôm nay. Theo đó, trong ngày 15 tháng 3, UBND thị xã Sapa ban hành kế hoạch số 127 nhằm chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành trong việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Lãnh đạo thị xã Sapa thẳng thắn thừa nhận tình trạng vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn kéo dài, phức tạp là do chưa phát hiện được xử lý kịp thời và kiên quyết triệt để. Theo số liệu thống kê năm 2019, thị xã Sapa xảy ra 394 trường hợp vi phạm, năm 2020 có 205 trường hợp vi phạm và năm 2021 xảy ra 113 trường hợp. Năm 2022 cũng có đến 279 trường hợp vi phạm. Các trường hợp vi phạm được xác định gồm có các công trình nhà ở, các công trình phụ trợ khác trên đất nông nghiệp, sai giấy phép xây dựng được cấp, không phép, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, nhà hàng, quán bar, các điểm du lịch và cơ sở phục vụ khách du lịch. Trao đổi về vấn đề trên, ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND thị xã Sapa cho biết, việc UBND thị xã Sapa ban hành kế hoạch số 127 thể hiện sự quyết tâm của thị xã nhằm giải quyết những tồn đọng liên quan đến đất đai xây dựng cũng như sử dụng đất hiệu quả và đúng quy định. Thưa quý vị, Nghị định 10/2023 vừa ra đời mở ra cơ hội làm thủ tục cấp sổ đỏ online ngay từ ngày 20 tháng 5 tới đây. Nhưng các địa phương liệu có đáp ứng được hay không? Vấn đề nằm ở đâu? Câu chuyện được đề cập trên tờ báo Tuổi Trẻ số ra ngày hôm nay. Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo nhiều chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã được thông tin sẽ có kế hoạch làm các thủ tục đất đai online như Nghị định số 10. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa chính thức nhận được kế hoạch chi tiết. Do đó các đơn vị cũng chỉ dừng lại ở khâu chuẩn bị. Trong khi đó, lãnh đạo một chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cho biết, nếu áp dụng việc thực hiện các thủ tục có liên quan đến đất đai thông qua hình thức trực tuyến kể từ ngày 20 tháng 5 thì phía chi nhánh vẫn có thể thực hiện được, song phải làm từng bước có lộ trình bởi khó có thể chuyển toàn bộ từ làm trực tiếp từ giấy tờ sang trực tuyến. Đến nay trên cả nước chưa có tỉnh thành nào thực hiện được việc cấp sổ đỏ online cho người dân. Theo ông Phạm Ngô Hiếu là Phó Cục trưởng Cục Đăng ký và Thông tin Dữ liệu Đất đai, Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, việc cấp sổ đỏ online cho người dân thuộc thẩm quyền của các địa phương. Năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45 về thực hiện hành chính trên nền tảng điện tử. Như vậy, các địa phương đã có thời gian chuẩn bị. Theo ông Hiếu, năm 2022, các địa phương đã có kết nối với hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia. Giờ các địa phương triển khai thì khai thác dữ liệu từ hệ thống này để giải quyết việc cấp sổ đỏ online cho người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, phòng chống bạo lực gia đình cần có tổng đài điện thoại quốc gia là nhan đề của bài báo được đăng tải trên trang số 13 Báo Pháp luật Việt Nam. Và theo đó, trong những bối cảnh các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình diễn ra ngày càng phức tạp, thì việc luật hóa sự ra đời của tổng đài điện thoại quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình là cần thiết. Và chúng tôi xin được gửi tới quý vị thông tin chi tiết ngay sau đây. Theo luật phòng chống bạo lực gia đình hiện hành, chỉ có 3 địa chỉ tiếp nhận tin báo về việc bạo lực gia đình và người bị bạo lực không thể tiếp cận đến một đường dây nóng quốc gia nào để có thể cầu cứu. Tháng 11 năm 2022, Quốc hội đã thông qua luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.
tại Điều 19 Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022 quy định, các tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình sẽ được tiếp nhận theo các địa chỉ: Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình, cơ quan công an, đồn biên phòng gần nơi có hành vi bạo lực gia đình xảy ra nhất, trường học nơi bị bạo lực gia đình, hoặc trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, các trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư, ở nơi có hành vi bạo lực gia đình xảy ra. Người đứng đầu các tổ chức chính trị, xã hội, cấp xã, nơi có hành vi bạo lực gia đình xảy ra. Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Như vậy có thể thấy, một trong những nội dung đáng chú ý của luật này là quy định về tổng đài phòng chống bạo lực gia đình. Việc tổng đài phòng chống bạo lực gia đình được luật hóa sẽ tạo những điều kiện thuận lợi cho người bị bạo lực gia đình để có thể giải quyết vấn đề bạo lực đã và đang xảy ra với họ. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời kỳ chuyển đổi số với sự phát triển vũ bão của trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội là một xu thế không thể cưỡng lại được, buộc công tác tuyên truyền phải thích ứng và thay đổi. Do đó, cần thiết phải số hóa tác phẩm văn học, đặc biệt là tác phẩm có giá trị. Đây là quan điểm của nhiều nhà văn tại Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn quan tâm hãy đón đọc tờ báo Phụ nữ Việt Nam ngày hôm nay. Theo đó, nhà văn Trầm Hương chỉ ra sự cần thiết số hóa tác phẩm văn học, đặc biệt là tác phẩm có giá trị. Nhà văn Trầm Hương cho rằng những tác phẩm của các nhà văn chiến sĩ là di sản quý báu cần được số hóa và phổ biến rộng rãi. Hội Điện ảnh Việt Nam đã số hóa dần những thước phim tư liệu lịch sử quý báu để lại cho thế hệ sau, thì Hội Nhà văn cũng cần đẩy mạnh công việc số hóa các tác phẩm của những anh hùng liệt sĩ đã dùng máu của mình để viết nên tác phẩm. Bên cạnh đó, cần số hóa những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn nghệ sĩ chiến sĩ một thời hào hùng của dân tộc. Đây là trách nhiệm của thế hệ sau nhằm chống lại sự lãng quên, trân quý di sản tác phẩm của thế hệ đi qua chiến tranh để lại cho con cháu. Trước mắt là công việc số hóa những tác phẩm của những nhà văn chiến sĩ liệt sĩ, sau đó là số hóa những tác phẩm của các nhà văn tiêu biểu đã đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Những tác phẩm của những nhà văn chiến sĩ năm ấy là di sản quý báu của đất nước.